Chào mừng tất cả bạn và các em đến với Luyện Não Sáng Sớm. Và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chiến đấu với nhau để luyện phản xạ hóa học đề số 07. Và bây giờ chúng ta cùng chiến đấu nhá. Ok các em ơi, chiến đấu nào. Let's go. Đề luyện phản xạ hóa học đề số 07 ạ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào, khẩn trương, khẩn trương. Câu số 1 mở đầu ngày hôm nay đấy ạ. Số 1 này. Số 1 các bạn chọn đáp án gì? Kim loại nào sau đây? Rồi, thầy chào Tấn Lộc. Thầy chào LD. Xin chào tất cả các anh em trên Tok Tok. Tok Tok, gọi là Tok Tok đi. Nhá. Câu số 1. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường ạ? Kim loại nào phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường? Cái này của thầy đang bị lỗi một tí. Đợi thầy xíu. Đợi thầy một xíu. Rồi, chiến đấu nhá. Luyện phản xạ hóa học. Câu số 1. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường? Đó là đáp án, đúng là đáp án B, Na nhá các em nhá. Câu số 2. Nước tự nhiên chứa nhiều cation nào sau đây thì được gọi là nước cứng? Nước tự nhiên nhé, chứa nhiều cation nào sau đây thì được gọi là nước cứng? Theo định nghĩa của nước cứng thì là cái nước ấy mà nó phải chứa gì? Canxi 2 cộng và magie 2 cộng mới được gọi là nước cứng. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rồi, câu 3 nào các em. Trước tiên là thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án. Cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này, đó là nguồn động viên cho thầy Minh để thầy Minh có thể chiến đấu sát cánh cùng bên cạnh các em đến ngày hôm nay là ngày thứ 79. Và dự kiến là chúng ta sẽ chiến đấu sát cánh với nhau bên nhau 21 ngày nữa. Và chiến đấu để chiến thắng. Nên là rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Rồi. Câu số 3. Amino acid này có tên gọi là gì? Thì mình nhìn thấy luôn anh này là gì ạ? NH2, CH2, COH. Vậy nó chỉ có thể là glycine, đúng không? Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C. Ấm nha, ấm nha. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly ạ? Chất nào sau đây là chất điện ly? Thì mình Tuyên Dương, rất nhiều bạn đã comment đáp án chính xác vào buổi sáng hôm nay. Tuyên Dương bạn Trần Thu Linh, Trần Huy Minh, Phạm Thúy Hiền, Mạnh Khánh Minh là bạn comment rất là nhanh. Các bạn phải comment đáp án làm sao mà cố gắng mà nhanh hơn thầy nhé. Phải nhanh hơn thầy nhé. Đấy, Tuyên Dương bạn Phạm Thủy. Ok. Nào. Câu số 4. Chất nào sau đây chất điện ly ạ? Chất nào sau đây là chất điện ly? Chất điện ly là các axit bazơ, đúng không? Muối, nước, glucose không phải, ancol không phải, đúng chưa? C3H5OH không phải. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ok ạ, rất dễ rồi. Rất dễ rồi các em. Câu số 5 ạ. Câu số 5 các bạn chọn đáp án nào? Câu số 5 nào. Hello Quang Huy. Úi dồi ôi, thanh niên này chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà vẫn vào đại học cùng thầy à? Chào Quang Huy Vũ nha. Câu 5 ạ. Kim loại X. Kim loại X, à đây thầy thấy có bạn Nhật mà nó comment mà câu 5 IB thì không biết đúng hay không này. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế, một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường X là chất lỏng. Ở điều kiện thường X là chất lỏng nhé, các bạn lưu ý nhé. Ở điều kiện thường X là chất lỏng. Vậy ở điều kiện thường X là chất lỏng thì nó chỉ có thể là anh nào? HG thôi, IB thôi các em, đúng không? Câu số 6 ạ. Câu số 6 là chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 và là chất khí ở điều kiện thường? Câu số 6 ạ.
Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Trên top top thầy thấy có mỗi bạn Tấn Lộc, có bạn Nhật, bạn Phạm Thủy, bạn Trần Hoàng Pháp, tuyên dương tất cả các bạn nhá. Comment đáp án nhanh mạnh nữa nha các em nhá. Chiến đấu hết mình nhá. Câu 6 bậc 1 là nó phải NH2 đúng không? Thầy khí phải nhỏ hơn 3, nhỏ bằng 3, đáp án đúng đáp án D. Câu số 7 ạ. Câu số 7 đáp án gì ạ? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất dùng làm dây tóc bóng đèn? Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất mà lại còn được sử dụng làm dây tóc bóng đèn? Thì nó chỉ có thể là C, Wolfram. Câu số 8 ạ. Giấm ăn, công thức cấu tạo của axit acetic. Giấm ăn là một chất lỏng sinh ra từ quá trình lên men. Một số thực phẩm thành phần của giấm ăn là axit acetic, nồng độ từ 2% đến 5%. Và thì giấm ăn chúng ta nó chỉ có thể là C. Đáp án đúng là đáp án C. Rồi thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C nhá. Tuyên dương bạn. Ôi giời, Nguyễn Minh Hiển comment lỗi này. Hiển đã chọn 8D này. Lag rồi em ạ. Đấy. Thấy không? Sai một lần là một sai một lần là một lần nhớ. Sai một lần là nhớ cả đời. Thấy chưa? Tuyên dương Thúy Kiều, tuyên dương Trần Thu Linh. Thúy Kiều và Trần Thu Linh là hai bạn học sinh offline của thầy Minh. Tuyên dương Trịnh Thu Phương, Phạm Thu Hiền, Hoàng Nguyên, Khánh Vân. Đấy. Thầy chào Linh Trương nhá. Tuyên dương Hi To này, tuyên dương Tấn Lộc này, tuyên dương Phạm Thủy này, tuyên dương Ami. Úi giời ơi. Rất đông đảo tất cả bạn và các em. Úi hôm qua thì like trên Tok Tok tọp tọp có bạn còn gửi tặng kim cương thầy nhá. Sướng cực. Chẳng biết kim cương để làm gì luôn. Nào, câu 9 ạ. Kim cương để làm gì các em? Kim cương trên tọp tọp để làm gì đây? Mình ngoan nữa. Đối thầy Minh thì Minh quy hết thành đồ ăn. Có ngon không? Không ngon à? À không ngon à? Nhưng mà mặc dù vậy thì vậy, thầy vẫn là cảm ơn tất cả bạn và các em đã donate thầy nhá. Câu 9 ạ. Monomer nào sau đây trùng hợp ra nhựa PVC? Monomer nào sau đây trùng hợp ra nhựa PVC? PVC là polyvinyl clorua. Được chưa? Polyvinyl clorua. Thế là đi từ vinyl clorua. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Ủa ơi, Phạm Thủy này vừa giành được quy hiệu người tặng quà hạng 1 luôn, hạng nhất luôn. Ôi Phạm Thủy thì bạn ấy gửi cho thầy bắn tim nhân 1. Xịn đấy, cảm ơn Phạm Thủy nhá. Ăn được à? Để chốc làm thử xem ăn được không. Rồi. Câu tiếp theo ạ, câu số 10. Peptide nào sau đây không phản ứng màu biore? Nào câu số 10. Peptide nào sau đây không có phản ứng màu biore? Không có phản ứng màu biore nhé. Lưu ý nhé. Không có. Không có. Thì nó là gì? Alagli. Đi peptide là không có bao giờ có phản ứng màu biore luôn các em ạ. Câu 11 ạ. Hợp chất CH3COCH3 này có tên gọi là gì? Nhanh tay lên, phải thật nhanh, nhanh hơn thầy Minh ấy. Thì mình mới chiến thắng được. Rồi. Hợp chất anh này là gì ạ? Metin acetat đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Tuyên dương tất cả bạn đã chọn C nhá. Thật nhanh tay. Câu 12, ST nào phản ứng tráng gương? Thầy để ý rồi, cái bạn Phạm Thủy này trên tọc tọc là bạn rất chăm học nhá. Thầy vào like là bạn vào luôn. Thế nhưng mà ngày hôm qua ấy, các em ạ, ngày hôm qua tại sao mà thầy không đọc được comment, mà thầy chỉ đọc được comment ở mỗi các bạn trên bó phở thôi. Tại vì là thầy ở quê ấy, thì thầy quên không cầm cái gậy like cắm điện thoại về. Thế là phải, nếu mà các bạn chú ý thì là thầy phải để con điện thoại lên bên trên một cái cuốn sách. Cuốn sách đấy có tên gọi là Vật chất tối của tôi. Đấy, sau đó rồi thầy phải chen mọi thứ lên, chen những cuốn sách dày lên bên trên con điện thoại này. Để từ đó thì mới like được với các em. Thế chính vì vậy nên là hai hôm vừa rồi thì cái thời gian mà thầy like á muộn hơn so với bình thường. Đấy. Còn ngày hôm nay thì thầy quay trở lại cái phòng dạy của thầy Hà Nội rồi. Thì mọi thứ nó nượt nà hơn. Đấy, các bạn thông cảm cho thầy nhá. Câu 12 này. ST nào sau đây có phản ứng tráng gương ạ? ST nào sau đây phản ứng tráng gương ạ? Phải thật nhanh em ạ. Đây, offline. À, giờ bây giờ Nhật Linh mới dậy. Nhật Linh vẫn chưa thành fan cứng nữa. Thầy chào Nhật Linh nhá. Rồi. ST nào sau đây phản ứng tráng gương? Cứ đầu HCO thì tráng gương. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Ok chưa? Ôi giời.
Good boy là đứa nào đấy? Cảm ơn Tấn Lộc nhá. Tấn Lộc vừa giành được huy hiệu người tặng quà hạng 2. Tấn Lộc đã gửi tặng thầy mình hoa hồng. Cảm ơn em. Thầy cũng thích hoa hồng phết. 13. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm thổ ạ? Nào, đọc lại cho thầy Minh xem nào. Bé mang cây súng bắn ruồi. Đúng không? Bé mang cây súng bắn ruồi. Không phải nhá. Đừng bị mắt lé nhá các em nhá. Mắt lé là toang đấy. Đúng không? Phân không phải kim loại kiềm thổ thì nó là gì ạ? Nó là gì ạ? Nó là gì? Không phải CA, không phải BA. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. AL các em nhá. AL. Ok. Câu 14 ạ. Câu 14 ạ. Nào, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 13 đáp án C không bị thầy Minh lừa. Giờ mình sang câu 14 nào. 14. Ui các bạn comment nhanh thế. Kinh khủng đấy. Cho nghe thôi, nó vào đặc nóng thu được khí X màu nâu đỏ. Vậy khí X, khí X mà màu nâu đỏ thì nó chỉ có thể là anh NO2 thôi các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. 15 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? 15 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Disaccharide. Disaccharide nó chỉ có thể là gì? Saccharose thôi nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 16 ạ. Acid nào sau đây thuộc loại acid béo? 16 đó. Acid nào sau đây thuộc loại acid béo ạ? Tốc độ nữa lên các em. Phải thật nhanh. Rồi, để thấy Khánh Minh rồi. Khánh Minh ơi, Khánh Minh thấy không? Minh Phương vẫn chưa dậy nhá. Minh Phương chưa đến đâu, mất tích luôn. Rồi. 16 ạ, axit nào thuộc loại axit béo? Axit béo là gì ạ? C15H31CO2. 17. Vật liệu polymer nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ? Các em bạn gạch từ chốt nhá. Để không bị sai ngu thì chúng ta phải gạch được từ chốt. Và từ chốt này chúng ta phải nắm thật kỹ. Vật liệu polymer nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ? Lông cừu có N. Sen. Sen chỉ có C, có H. Có O thôi, công thức của sen là C6H. 10O5 mà các em. Đúng không? Nên là không chứa nguyên tố nitơ. Là đáp án B, bò. Câu 18 á. 18, bác sĩ chữa bệnh trâu là đứa nào đây? Tên hay thế. Đấy, thấy chưa, Khánh Minh thấy không? Hôm nay thầy rất là vui mừng khi mà thầy đọc được cái dòng bình luận của bạn Khánh Minh. Mà Khánh Minh đã nói thầy là em hôm nay không cần báo thức. Mà mặc dù bạn ấy dạy chưa được 10 buổi, chưa được đủ 10 buổi, nhưng hôm nay bạn ấy đã dạy là không cần báo thức rồi. Rất tốt nhá. Thùy Diên rất chào học. Hello Vũ Viết Tài. Rồi. Câu tiếp theo 18. Chất nào sau đây làm dùng làm mềm nước có tính của kính tính cứng vĩnh cửu ạ? Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu ạ? N2CO3 đúng không? Các bạn lưu ý cho thầy, N2CO3 và N3PO4 làm mềm mọi loại nước cứng nhá. N2CO3 và N3PO4 làm mềm mọi loại nước cứng. 19 ạ. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy, gạch chân cho thầy từ chốt, thấp nhất. Khi đi làm những cái câu dễ này này, để mà chống sai ngu, chúng ta phải nắm bắt được những cái từ khóa nhá. Những từ khóa ở đây là cả những cái mà nó quan trọng nhất và nhanh nhất. Đúng không ạ? Vậy nhiệt độ nóng chảy thấp nhất không thể là Wolfram, không thể là AL. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 20. Công thức cấu tạo của Methylformat ạ. Phải thật nhanh nào. Có chứ, có file đề mà các em nhá. File đề, file đề được up trực tiếp lên trên thầy Minh Myelin Hoa học. 20. Công thức cấu tạo của Methylformat ạ. HCOCH3. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. À đúng rồi, để chốc thầy yêu cầu trợ lý up lên cả tọp tọp cho các em dùng đấy nhá. Rồi, chốc thầy yêu cầu trợ lý up lên cả tọp tọp cho các bạn nhá. Yêu thương thầy Vinh nhá. 21 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Disaccharide là saccharose đúng không? Thầy Vinh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và ngày hôm nay đã là ngày thứ 19 rồi các em ạ. Có bạn nào học cùng thầy Minh từ những ngày đầu không? Thầy Minh thấy có rất nhiều bạn học cùng thầy Minh từ những ngày đầu. Và có Thúy Kiều học cùng thầy Minh những ngày đầu này. Và những cái ngày đầu đấy, không ai nghĩ rằng là chúng ta có thể tiếp tục sánh bước với nhau
cho đến ngày hôm nay cả. Thầy Minh cũng nghĩ vậy. Nhưng thầy Minh thấy là một sự mệt mỏi ở trong cái ánh mắt của các em, một sự gọi là bị học quá nhiều trong ánh mắt của các em. Chính vì vậy nên thầy Minh tổ chức cái buổi luyện não sáng sớm này. Tại vì thầy thấy các em say ngu lý thuyết nhiều lắm, và một người dạy hóa như thầy Minh có trách nhiệm phải giúp cho các em không say ngu nữa. Series 8-5 chắc chắn có rồi em. Chuẩn bị tinh thần nhé. 22 ạ. Chất nào sau đây được gọi là anhydride acetic ạ? 22 ạ. Anhydride acetic CH3CO đúng không? C. 23 ạ. Tính chất hóa học của kim loại ạ. Nào, nhanh nào các em. Tính chất hóa học của kim loại là gì ạ? Tính chất hóa học của kim loại đó là tinh khử. D. 24. Kali tác dụng với dung dịch chất nào sau đây không tạo thành kết tủa? Nha, các bạn chú ý. Không tạo thành kết tủa. Tác dụng anh nào sau đây mà không tạo thành kết tủa? Không tạo thành kết tủa thì kali tác dụng với nước tạo thành KOH đã. KOH chắc chắn tác dụng với Fe2 cộng tạo kết tủa. Chắc chắn tác dụng với Mg2 cộng tạo kết tủa. Chắc chắn tác dụng với CO2 cộng tạo thành kết tủa. Vậy không tạo thành kết tủa là B. Bỏ. 25 ạ. Đếm chắc chắn có rồi. Chuẩn bị tinh thần thôi. Đun nóng hỗn hợp gồm ancol ethylic CH5OH. Các bạn chú ý nha. Tất cả các bạn mà được nhận sách 2000 từ thầy Minh thì chuẩn bị tinh thần. Tối thứ bảy tuần này chúng ta chiến full sách 2000. Nhớ đấy. Và acid acetic CH3COH. Vậy nó sẽ xảy ra phản ứng ester ạ. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. B bỏ các em nhá. 26 ạ. Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân đóng chảy ạ? 26 ạ. Kim loại nào sau đây ạ? Nào, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân đóng chảy? Thì điện phân đóng chảy thì chuyên được sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau anh nào? Chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm hay đứng đằng trước anh nhôm? Đứng đằng trước anh nhôm đúng không? Bỏ Fe, bỏ Cu, bỏ Ag. Đó đúng, chúng ta đáp án C. 27. Hiệu ứng nhà kính. Khí mà gây nên hiệu ứng nhà kính. Vậy khí của chúng ta nó chỉ có thể là anh nào nhỉ? Các em nhá. Anh nào nhỉ? CO2. Ok nhá. Ok. 28 ạ. Chất nào sau đây chất điện ly yếu ạ? Phải thật nhanh vào. Luyện phản xạ hóa học là các bạn phải luyện làm sao mà comment nhanh hơn cả thầy Minh. Nhá, thầy Minh già rồi. Thầy Minh sẽ làm chậm hơn các bạn. Các bạn trẻ hơn, các bạn phải làm nhanh hơn thầy. Nhanh hơn và chính xác hơn. Hôm qua thầy Minh chữa gần 200 câu carbohydrate trên lớp học chỉ mất có 30 mấy phút đúng không? Đấy. Luyện phải như vậy. 28 ạ. Chất nào sau đây là điện đi yếu các em? Chất nào sau đây là điện đi yếu ạ? Điện đi yếu là axit yếu A đúng không? 29 ạ. Amino acetic tác dụng đối với dung dịch nào sau đây? Acid amino acetic tác dụng đối với dung dịch nào sau đây? Thì anh này nó là amino acid nên nó sẽ có tính acid và tính bazơ. Có nghĩa là nó có tính lưỡng tính đấy các em. Vậy tính lưỡng tính nó được thể hiện khi mà tác dụng với cả acid và tác dụng cả bazơ. Nên đáp án chính xác của chúng ta đáp án A. 30 ạ. 30 nào. 30 các bạn chọn đáp án gì ạ? Sao bằng hóa tripalmitin thì ta thu được sản phẩm là gì ạ? Xà vòng hóa tripalmitin thì ta thu được sản phẩm là gì? Thì mình phải nắm được công thức của tripalmitin. Tripalmitin là C15H31 CO tất cả 3 lần C3H5. Vậy tripalmitin thủy phân mình sẽ thu được C15H31 COH và C3H5OH. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. 31. Kim loại nào sau đây khử được ion CO2 cộng trong dịch COH4? Nào, kim loại nào sau đây khử được ion CO2 cộng trong dịch COF4? Thì nó là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Đúng không ạ? Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó. Thì Na này tác dụng với nước, Ca tác dụng với nước, Ag thì yếu Cu rồi. Nên đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là Fe thôi. Fe đẩy được Cu ra trong dung dịch muối của nó nhá. 32. 32 nào các em. Thầy Vinh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã chia sẻ tại buổi học này, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả bạn và các em rất nhiều lần nhá. 32. Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dạng ngập nước thì anh này còn được gọi là gì ạ? Thạch cao gì các em? Thạch cao gì ạ? Thạch cao sống. Đúng rồi, chính xác, rất tốt. Thạch cao sống. Câu 33 phát biểu đó sao để đúng?
Comment nhanh hơn thầy Minh nào. 33 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Ala Gliva không phản ứng màu Biore, sai. Đấy, có Biore. Phân tử alanin có 3 nguyên tử C, đúng. Đấy, alanin đấy. 3C là đúng chặt. Lysine 1 là 2 là sai, lysine chúng ta phải có 2 nữa. Dung dịch anilin làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. Sai, không là đồ quỷ tím chuyển màu. Đáp án đúng đáp án B. Ơ, tích tắc. Tọc tọc nó like, nó có lưu lại à? Thầy tưởng trên tọc tọc like nó không có lưu lại. Không ấy chứ, đúng không? Thầy newbie nên không biết có lưu lại được không. Chịu. Bà Tư nào các em. Bà Tư này. Cứ nói lỗi để nói lỗi mà nó tròn mấy cái. Bà Tư, sen thuộc loại polysaccharide, là thành vật chính của mảng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông đọn. Thủy phân hoàn toàn sen trong môi trường axit thu được monosaccharide XX, vậy X là glu. X tác dụng AgNO3 trong đó 3 thu được amoni glucosat. Vậy đáp án đúng của chúng ta đáp án A. Glucose và amoni glucosat các em nhá. Được chưa? Đúng rồi, thầy có like trên thầy like trên tất cả mà. Thầy like trên tất cả mà. Tất cả mọi nơi đều thấy thầy Minh mà. Câu 35 ạ. Các bạn lên đâu cũng thấy thầy hết. Nhá. 35 ạ. 35 đáp án gì các em ơi? Phản thực hiện phản ứng este hóa giữa ethylene glycol, acid formic và acid acetic. Thầy đặt acid formic là 1, acid acetic là 2. Vậy thầy sẽ có là 1 1 2 2 1 2. Vậy ta sẽ thu được tối đa tổng cộng nhá, ta sẽ thu được tối đa tổng cộng là 3 este 2 chứ. 36 ạ. 36. Thì Kiều comment nhanh đấy. Tiến Dương Thúy Kiều nhá. Nguyễn Minh Hiển có tận 2 cái huy hiệu này, người theo dõi cột mốc quan trọng và fan cứng, xịn nha. Xịn đấy. Câu 36 ạ, trường hợp là sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Ăn mòn hóa học là nó phản ứng với nhau thôi, nó không có hai định cực khác nhau mà bản chất. Vậy đây là A. Tại vì nó chỉ có Fe cộng với Fe3 cộng thì tạo thành Fe2 cộng thôi. Nên đây chỉ có ăn mòn hóa học. Câu tiếp theo ạ, câu 37 phát biểu nào sau đây sai? 37 đâu kém. Phát biểu nào sau đây là sai? Các bạn nhớ chọn nhá. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu sai ạ. Đừng ngu ngốc chọn phát biểu đúng nhá. Sai một lần nhớ. Sai một phát thôi là nhớ cả đời. Giống như Quang Minh nó phải. Dung dịch axit glutamic làm quỷ tím chuyển màu hồng, đúng. Giống ăn hoặc chanh khử được mùi tanh của cá, đúng. Peptide đều tác dụng với CO2 lần cho màu tím đặc trưng, đúng. Biore, đúng không? Phân tử có 3 nguyên tử nitơ, 2NHCO, 2NHCO dẫn đến 2N. Amino acid đầu N là gly, 1N2, 1N, 3N, đúng. Ồ vậy sai ở đâu ạ? Ồ sai đâu các em? Toàn rồi, sai ở đâu? Sai ở C này này. Các peptide đều có tác dụng CO2 màu tím đặc trưng là sai. Nó phải đi từ gì? Nó phải đi từ tripeptide trở lên cơ ạ. Đúng không ạ? Nên sai là C. Sai C các em nhá. Đúng rồi, chính xác. 38 ạ. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Tuyên Dương, Đỗ Hoàng Anh. Đấy, Khải Vinh Tinh thế, thầy Diện. Ngon đấy. 38 ạ. Đun nóng 14,6 gram gliala, số mol là 0,1. Với NaOH thu được m gam muối. Muối chúng ta gồm gli trừ 1H. Muối của chúng ta gli trừ 1H cộng 1Na. Ala trừ 1H cộng 1Na. Số mol mỗi thằng là 0,1. Số mol mỗi thằng là 0,1. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ xác định được. Nào, bấm máy tính cùng thầy Minh nào. 0,1 nhân mở ngoặc đơn gli là 75 cộng 22
cộng ala là 89 cộng 22 bằng 20,8 ạ. 20,8. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đáp án A. 38 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. 39 à? 39 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Không nhanh là toang đấy. Nhiều bạn khéo giờ lại này, các em ạ, học sáng sớm ấy, luyện não ấy, các em phải dậy ngồi bàn học nhá. Chứ nếu mà các em mà nằm ở trên giường là ngủ ngất như bao nhiêu bạn này. Ngủ ngất, ngủ quên rồi. SX công thức phân tử là C4H8O2. Tác dụng đá mắt đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn X. Muối Y có phân tử khối lớn hơn X. Đây ạ. Este là RCOOR phải. Mà tác dụng đá mắt thì thu được RCONA. Mà muối phân tử khối lớn hơn chứng tỏ R phải. Phải nhỏ hơn 23. R phải mà nhỏ hơn 23 thì khi và chỉ khi nó chỉ có thể là este của CH3 thôi. Hay nó là metin, đúng không? À, metin propionat CH5COOCH3. Thì ra được muối là CH5COOCH2. Muối này chắc chắn là lớn hơn este nha. 40 ạ. 40 đáp án gì các em? 40 nào. 40 các bạn chọn đáp án gì ạ? Úi giời ơi, Nhật Linh bây giờ mới chọn đến 39. Chậm quá. Đây này, Quang Minh nó lên được 47 rồi. Khánh Minh làm mãi câu 38 chưa ra đáp án nào. Thúy Kiều sang 40 rồi. Ok. 40 ạ. Một câu tính toán. Phân tử khối propylene 630000 chia phân tử khối của propylene. Phân tử khối của propylene thì bằng bao nhiêu? C36 12 nhân 3 cộng 6 bằng 42. Vậy 630.000 mà chia 42. Chia 42 bằng 15.000. 15.000 là đáp án chính xác, chúng ta là đáp án B các em nhé. 15.000 là đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B. Đấy, thầy trò Minh Merlin đang trên con đường đi chiến đấu những ngày cuối cùng để chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Năm cuối cùng học sách giáo khoa cũ. Năm cuối cùng đấy. 41 phát biểu nào sau đây không đúng. 41 ạ, phát biểu nào sau đây không đúng. Các amino acid đều tác dụng đối với HCL, đúng. Các amin thì đều không độc, sử dụng trong chế biến thực phẩm, sai. Sai là B luôn, amin độc, em mà chế biến thực phẩm em ra đi luôn. Đấy, phải thật tinh. 42 ạ. 42 đọc em. Đun nóng sen trong dịch H24 thu được hợp chất hữu cơ X. X là glu. Dẫn H vào glu đun nóng thu được hữu cơ Y. Y là sorbitol. Y là hợp chất hữu cơ đa chức, đúng. Y không đoan ra phản ứng tráng gương, đúng. Làm gì còn chó đâu mà tráng gương. X là hợp chất tạp chức, đúng. Y hợp chất không no là sai. Sai C. Câu này lạ chưa? Câu này quá lạ luôn đi. 43. Số mol CU là 0,1. Vậy số mol Fe là 0,1. 0,1 x 56 bằng 5,6. Ấm luôn. 44. 44 rồi các em. 44 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào các bạn cũng comment đáp án ạ. Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Khi đã có bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án. Cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án ấy, đấy là một nguồn động lực không hề nhỏ để thấy mình có thể dậy sáng sớm sát cánh chiến đấu cùng tất cả bạn và các em. Và rất mong muốn rằng là tất cả bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. 44 ạ. Kim loại Fe phản ứng được với bao nhiêu ion? Fe không đẩy được Zn. Đẩy được 3 cộng, tác dụng Fe 3 cộng đẩy được CO2 cộng 3 chảo. Đúng không? 44 chính xác, đáp án đúng đáp án A. Tuyên dương bạn Thúy Kiều, tuyên dương Quang Minh Nguyễn, tuyên dương Phương Anh, tuyên dương Linh Nhật, tuyên dương Nguyễn Minh Hiền, tuyên dương Trần Huy Minh, tuyên dương Khải Minh. Đấy, bạn comment rất nhanh. Thấy mình tuyên dương bạn Trần Hoàng Pháp, tuyên dương bạn Gian Si. Những bạn comment rất nhanh. Rồi, ở trên tất cả các nền tảng của thầy. Câu 45 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 45 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Kim loại K tác dụng với AlCl3 thu được kim loại A nhôm, sai. Kali tác dụng với nước không thể đẩy nhôm được. Đúng không? Điện phân MgCl2 nóng chảy thu được khí Cl2 ở cathode. Sai, cathode phải thu được Mg. Thạch cao sống dùng để nặn tượng, sai. Thạch cao nung mới dùng để nặn tượng.
Hỗn hợp này tan hoàn toàn trong nước dư, chính xác, tan hoàn toàn trong nước dư tạo thành Na, Al. O2 thì dạy các bạn một mẹo nhé. Đây này, anh này số mol là 1, anh này số mol là 1, vậy tỷ lệ giữa Na và Al là 1:1 nên chắc chắn nó tan hết. Do trong NaAlO2 tỷ lệ nó cũng là 1:1. Đấy, đúng là gì? 46 ạ. Các bạn thấy mẹo thầy Minh hay không? Xin không? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 46 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Mình phải khi đi thi mình phải thật là tinh ý, mình nhận ra chỗ nào là đúng, chỗ nào là không đúng nha. Có hai te cùng có thương phân tử C3CO2 đúng, CH3COH. CH3COCH3 và HCOCH3. Hai te. Etin acetat phản ứng trắng bạc sai. CH3COCH5 không có trắng bạc. Vậy đúng là A rồi. Điều kiện thường triolin là chất rắn, rắn sai nó là chất lỏng. Tristerin phản ứng với H2 sai tiếp. Đúng không? 47 nào, đếm nào. Những câu đếm này là toàn hoác luôn. Cho dạy các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường axit là nào, cho dạy các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường axit ấy. Etin acetat là 1, glucose 0, sắc 2, triolin 3, metinamin 0, 3 cháu thôi. À, 48. Các bạn nhìn thấy 48 chưa? Các bạn nhìn thấy nóng mắt không? 48 nóng mắt không các em? Nào, 48 chọn đáp án gì ạ? 48 ạ. 48 các bạn chọn đáp án gì ạ? Hơi bị căng thẳng với 48 luôn, nhìn thấy 48 là sợ luôn. Đúng không? Nhiều bạn nhìn 48 là kinh luôn. 48 ạ. 48 đáp án gì ạ? XY được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Thế thì chỉ có thể là K và AL. X đẩy được kim loại T, vậy X là K. X không thể K được. Kali không đẩy được kim loại khác ra khỏi dung dịch muội của nó. X là AL, Y là K. Được chưa? X, Y lần lượt là X là AL này, Y là K này. Ok chưa? Z tác dụng 24 đặc nóng và thụ động trong 24 đặc nguội. Z tác dụng với 24 đặc nóng. Nhớ nha, Z tác dụng 24 đặc nóng. Nhôm sắt chrome thụ động trong H24 đặc nguội, với nhôm sắt chrome thì bị thụ động. Thế thì T chúng ta, Z chúng ta chỉ có thể là thằng sắt mà thôi. Vậy đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Thực sự tinh ý các em nha. Mắt phải thật tinh. Ok chưa? 48 đáp án B, 49. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Đồng H cộng NO3 trừ chắc chắn tạo thành đồng 2 cộng. Cộng NO cộng H2O. Fe3 cộng cộng Ag 0. 0 là B. 50 ạ. 50 nào các em. 50 các bạn chọn là làm gì? Thật nhanh nhá. Cho các polymer sau, số polymer thiên nhiên là, số polymer thiên nhiên là, úi giời thầy viết đến nỗi mà bút của thầy nó còn hết mực luôn. Bút của thầy còn hết mực luôn. Bơm cho nó tí máu nha. 50 trong lúc vào bơm cho nó tí máu, nó chém gió tí. 50 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 50 ạ. Cho các polymer sau, số polymer thiên nhiên là, trong này có bao nhiêu thằng polymer thiên nhiên? À, amylopectin là 1, tơ tằm là 2, cao su mona bỏ, ni lông bỏ, teflon bỏ, 2 cháu thôi. Dê, dê các em nhá. 50, úi dồi ôi, nhìn câu 50 hoang mang không? Y là kim loại nào dưới đây? Bảng giá trị điện trở. Đi thi mà gặp câu này thì thôi khóc. Khóc ròng. Thế giờ điện trở thì liên quan đến tính dẫn điện đúng không? Bộ đội Việt Nam. Đấy, tính dẫn điện đây.
Điện trở cho đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở vào dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Vậy thằng nào mà dẫn điện càng mạnh thì điện trở càng thấp? Trong này thằng nào thấp nhất? Trong này thằng nào thấp nhất? Thằng T nhỏ nhất đúng không? Nhưng thằng T dẫn điện mạnh nhất. Thằng nào cao nhất? Thằng nào cao nhất? Thằng Z là cao nhất đúng không? Nên thằng Z phải dẫn điện kém nhất. Đấy, chốt hai cái. Vậy bây giờ đến tiếp tục này. Vậy suy ra thằng Y không thể là AG và không thể là EB, còn AL và CU thôi. Thế thì AL và CU thì thằng AL bạc, đồng, đồng, CU là dẫn điện tốt hơn, đúng chưa? Vậy thì điện trở suất của CU nó phải làm sao ạ? Nó phải tại đây. Y là CU. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. 52 những câu đếm. 52 những câu đếm. Những câu gây nên nỗi sợ kinh hoàng cho muôn đời học sinh. Và bây giờ chúng ta đã đến những câu đếm này. Các bạn cùng comment đáp án nhá. 52. Thực hiện thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được chất kết tủa C2NaLO2 thu được kết tủa AlOH 3 lần. Đúng. CU và Fe2O3 tỷ lệ mol 1:1 và ông dịch HCl dư. Thì đầu tiên Fe2O3 tan trong HCl trở thành Fe3 cộng. Sau đó CU cộng với Fe3 cộng 1 mol 2 mol tạo thành CU2 cộng cộng với lại Fe2 cộng, không bao giờ sinh ra được kết tủa. Sai. Đun nóng nước có tính cứng toàn phần. Đun nóng nước có tính cứng toàn phần, tính cứng toàn phần thì nó sẽ có HCO3 trừ nên chúng ta vẫn thu được kết tủa. Đúng. Dung dịch NH3 tất cả 2 lần, NH4 tất cả 2 lần, HPO4 ở bên trong nước. Nước vôi trong dư thì ta thu được Ce3, PO4 tất cả 2 lần, kết tủa. Đúng tiếp. Ba cái đúng rồi. Ure vào CaO 2 lần, ui giời câu này hay này. Ure vào CaO 2 lần ta sẽ thu được kết tủa CaCO3 cộng khí NH3 bay lên. Đúng tiếp nhá. 4 cái đúng. Nhỏ từ từ NH3 mình sẽ thu được kết tủa ALH 3 lần. Đúng tiếp, 5 cái đúng. Mình có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng. Đáp án đúng chúng ta đáp án B, bỏ. 5 phát biểu đúng. Được chưa? Sai mỗi thằng B thôi. Sai mỗi thằng B thôi các em nhá. Tiếp tục. Sang câu số 53. 53 các bạn chọn đáp án nào? Số điểm sinh ra chất khí. Đốt S trong khí O2 thì thu được SO2. Một cháo. Đốt A cho Na2SO3 và H4 dư ta thu được khí SO2 tiếp. Hai cháo. Na4NO3 tác dụng với CaO hai lần đặc đun nóng thu được NH3. Ba cháo. Sục SO2 vào dung dịch brom ạ. Nào, sục SO2 vào dung dịch brom thì ta sẽ thu được gì ạ? H2SO4 cộng HBr không có khí. Sai nhá. Không có khí. Cho NaHS4 và NaHCO3 thu được khí CO2. Có khí. Béo là lần H4 loãng không có khí. Vậy có 1 2 3 4 bốn anh, đó là đúng chúng ta đáp án A. Bốn anh kèm nhá. Đấy. Ô. Câu 53 này cũng chính là câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay thầy trò chúng ta chiến đấu với nhau. Wow, nhanh thế nhở. Hình như càng ngày tốc độ và level của thầy trò chúng ta lại càng nhanh hơn. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, sát cánh cùng với thầy Minh trong tất cả các buổi sáng. Và rất là mong muốn tất cả bạn và các em follow, xem trước, click nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi thầy Minh live stream. Và thầy Minh có buổi live stream sáng sớm hàng ngày, hàng tuần để hỗ trợ cho 2K6. Và rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng ngày mai nhá. Từ liên tục từ giờ đến hôm thi, hôm nào sáng thầy cũng live stream vào lúc 5:15 đến khoảng 5:30.
Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng vui vẻ nhá.